Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoa hậu Kiều Ngân tình tứ bên bạn trai trong ngày nhận chức giám đốc kênh truyền hình thời trang. Chăm chỉ, kiên trì, nỗ lực và cố gắng suốt hành trình dài, Hoa hậu Én Vàng Kiều Ngân đã thật sự nhận được quả ngọt khi vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Fashion TV, kênh truyền hình quốc tế thời trang và người mẫu tại Việt Nam. Chiều ngày 9 tháng 5, 2020, Hoa hậu Kiều Ngân đã có buổi gặp gỡ thân mật, ấm cúng cùng bạn bè và đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh để đón nhận một vai trò mới, một bước tiến mới đáng nể trong sự nghiệp của cô gái đa tài này. Đó là lễ nhận chức giám đốc kênh truyền hình quốc tế và thời trang và người mẫu tại Việt Nam. Gần nửa năm công việc đóng băng vì đại dịch bệnh, Kiều Ngân cũng như bạn bè đồng nghiệp rất hào hứng cho buổi gặp mặt mở màn này. Để chúc mừng Kiều Ngân là những bạn bè đồng nghiệp thân thiết như đạo diễn Tạ Nguyên Phúc, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, nhà báo Trác Thiếu Thúy Miêu, Á hậu Mô Thủy, ca sĩ Phan Lê cùng bạn trai MC Niêu Hà Trinh, Dây Quân, Thư Đình, Lê Thu An, nhiếp ảnh gia Nguyễn Nọc, kiếng cận ca sĩ Hoàng Kỳ Nam, Hà Nhi, Đoàn Tuấn, MC Quang Huy, v.v. Và đặc biệt sự góp mặt của bạn trai Johnny E khiến Kiều Ngân càng hạnh phúc và ấm áp. Hồi hộp đón chào sự hiện diện của bạn bè, Kiều Ngân khoe triệt để hình thể đẹp và thần thái tự tin khi diện bộ váy xanh ngọc lệch vai và xe ta của nhà thiết kế Tăng Thành Công. Kiều Ngân cười rạng rỡ khi nhận cơn mưa lời chúc mừng của bạn bè. Cách đây 10 năm, Kiều Ngân đã là gương mặt lồi trội khi được biết đến là cô sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang khoa mỹ thuật công nghiệp, trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Đam mê thời trang và theo đuổi đam mê ở lĩnh vực người mẫu, khi may mắn sở hữu ngoại hình xinh đẹp và chiều cao lồi bật, Kiều Ngân ngay lập tức trở thành nhân tố thú vị và mới lạ trong lĩnh vực này. Xinh đẹp, thông minh, cầu tiến nên Kiều Ngân không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng sau khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ 2015. Mà ngay lập tức cô đã sang chinh phục vai trò người dẫn chương trình truyền hình khi đoạt ngôi vị Én Vàng 2017, thành công ở nhiều lĩnh vực. Thì năm 2020, Kiều Ngân thật sự có bước tiến mới sau khi có 6 năm nhận được sự hỗ trợ, đồng hành thì đã được bổ nhiệm chức giám đốc Fashion TV, kênh truyền hình quốc tế thời trang và người mẫu tại Việt Nam. Chia sẻ về vị trí mới này khi nhận thì anh Mai Duy Bảo, chủ tịch F Group Future Cinenic và cũng là người ký kết chuyển nhượng thương hiệu Fashion TV về Việt Nam từ tháng 3 2015. Kiều Ngân cho biết, nói về bản thân mình thì không bao giờ nói được dù là một MC chuyên nghiệp, thế nhưng tôi làm về một thời trang vì là đam mê. Có thể nói thời trang với tôi như một món quà, và ngày hôm nay ở cương vị này nó cũng như món quà bất ngờ dành cho tôi. Có mặt chúc mừng bạn gái Kiều Ngân, cựu thành viên nhóm 365 đứng lặng lẽ một góc để ủng hộ tinh thần và hồi hộp cùng bạn gái. Thời tiết những ngày này rất nóng nực, Kiều Ngân mướt mồ hôi khi đón khách nên bạn trai chăm chút lau mồ hôi và động viên cho nàng én cố gắng để tươi tắn hơn khi chào các bạn bè. Nhìn cách Chonia chăm sóc cho Kiều Ngân tại hậu trường, có thể thấy nam ca sĩ rapper đã trưởng thành hơn rất nhiều trong tính cách và công việc. Yêu nhau được 3 năm, Kiều Ngân và Johnny E mới công khai tình cảm từ năm ngoái và nhận được sự ủng hộ của khán giả vì sự đẹp đôi. Tuy nhiên, cả hai ít xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí và Kiều Ngân và Johnny E mong muốn khán giả nhớ và ủng hộ mình thông qua thành quả từ công việc chứ không gây chú ý chuyện tình cảm. Hát mừng bạn gái ca khúc Far Away, ca khúc kết hợp cùng Cây Trần tạo cú hit từ 2019, Johnny hát solo bùng nổ khi với sự sôi động, khuấy động không khí náo nhiệt, phấn khích với sự có mặt của bạn trai Kiều Ngân ngẫu hứng đọc rap và nhún nhảy cùng Mô Thủy, Niêu Hà Trinh và các đồng nghiệp. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển.
xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.